Xin chào mọi người, xin chào các bạn. Hôm nay máy xây dựng Quang Thái xin giới thiệu với mọi người và các bạn một con máy cắt sắt nha mọi người. Cắt sắt có thương hiệu là Đắc Tông. Đây, đấy. Đây quay xét cho mọi người xem nhé. Đắc Tông. Đây. Birobe Metabu là cái sản phẩm dùng cho hàng nặng nha mọi người. Đấy. Đây, quay xét cho mọi người xem đây. Đây là tay cầm đó nha mọi người. Đấy. Cái này nó bằng dây coro nha mọi người. Nó dùng bằng dây coro, động cơ đây. Đây, động cơ đây. Kéo dây coro, động cơ đây, kéo dây coro đây, kéo cốt đây. Kéo lửa chạy nha mọi người. Đấy. Quay xét thông số kỹ thuật cho mọi người xem nhé. Máy này nó rất là khỏe nha mọi người. Đấy. 2800W, dòng tua nó là 3900 vòng trên phút nha mọi người, lữ là 3,5 tấc. Đấy, model nó là DK358 Đắc Tông Bibrome Metabu, dùng cho công nghiệp nha mọi người, dùng cho hạng nặng á. Đấy, bảo hành 6 tháng. Đắc Tông, thương hiệu Đắc Tông là bảo hành 6 tháng nha mọi người. Đây, lái sẵn ra cho mọi người xem đây. Nó kèm theo là một bộ thang này. Đấy. Kèm theo đồ ngờ. Một cái mở lưới. Đây. Một cái mở lưới đây nha mọi người. Nó có cái tấm rồi. Đấy. Mở lưới mình đúc vô đây nha mọi người. Đấy. Phiếu bảo hành. Đắc Tông. 6 tháng đây nha mọi người. Đây là hướng dẫn sử dụng mọi người. Đấy. Lưỡi. Đấy. Cái đây là ETO nha mọi người, tăng giảm nha mọi người. Để găm điện ra, găm điện cho mọi người xem. Đấy. Bấm thử cho mọi người xem nhé. Đấy. Khỏe nha mọi người. Rất êm nha mọi người. Đấy. Mọi người có nghe không mọi người? 2800W, vòng tua là 3900 vòng trên phút mà nó chạy êm ghê luôn mọi người. Êm mà khỏe nha mọi người, vừa êm mà nó rất là nghe, khi tiếng động cơ thì nghe là êm. Mình riết ghê là nghe sức mạnh ghê gớm nha mọi người, chắc rất khỏe. Hàng này bảo hành 6 tháng. Đấy. Đấy, quay sát cho mọi người xem này. Đó, motor rất là lớn nha mọi người. Nghe tiếng máy ghiền luôn mọi người. Đấy. Có cái bao vờ đây nha mọi người. Đấy, bao vờ đây. Mình cắt tới đâu là nó bao vờ tới đó nha mọi người. Đấy, đây này. Đấy. Xin chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau. Xin kết thúc video. Xin chào mọi người.